Mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển và nhà vườn của anh Văn Giang nha. Hôm nay có một số mặt hàng hoa giấy rất là đẹp, hoa đang rực rỡ rộ cùng Zalo với bà con nha. Nhưng đặc biệt trong clip hôm nay có cái cây dưa hấu cũng bự bành kỳ luôn, nhưng mà nó chưa có bông nha bà con. Mời bà con và các bạn cùng anh Văn Giang. Rồi, chào anh Liêm, chào bà con của miền Tây Bắc gần xa đang xem kênh của anh Liên Nguyễn và nhà vườn Văn Giang nha cả nhà. Đầu tiên vô cây số 1 là tím bướm nha. Tím bướm đang tím bướm đang hạ, cao nó 85 ạ. Tán ngàn 80. Nó vành cỏ là 15 cả nhà mình đây. Đó, đấy đã hàng quán quán cũng khổ nghe cả nhà. Tàn đẹp luôn. Dày tàn nghe cả nhà. Đang búp hai vậy luôn ha. À, rộ rực rỡ. Rộ này về là có hai chơi đẹp, vẫn còn đẹp ok luôn. Rồi. Ok. Mã số 1 xin Zalo cả nhà mình là 370k cả nhà mình đây. Cây đẹp ha. Cây đẹp. 370 mã số 1 tím bướm cả nhà. Đây hai màu ha. Nha. Đó. Cái này là em làm tàn đặc nha cả nhà. Tím trắng, tuyết. Trắng tuyết và tím tuyết. Dạ trắng tuyết cả nhà. Cao nó là 85 ạ. Ngang nó là 85 luôn ạ. Đó, cái búp này cắt là nó ra hoa cái búp theo luôn cả nhà. Đó, vừa búp vừa nở. Mình cổ đây là 16 cả nhà mình ơi. Mã số 2 ha. Mã số 2 em xin Zalo cả nhà mình vẫn là 370k luôn cả nhà mình ơi. 370 cho cây tím tuyết và trắng tuyết nha cả nhà. Rồi, ok. Mã số 2 ạ, đang búp hoa đẹp luôn. Này, cây gọn gọn luôn. Cây rực rỡ luôn ha. Rực rỡ hoa, hoa đang nở rộ vậy nha cả nhà. Tròn. Vì là nó rộ vậy ha. Mã số 3. Này là tím bướm cả nhà. Cao 80 ạ. Ngang 70. Mình cổ là 12 nha cả nhà. Mình cổ 12 ha. Cái vậy xin luôn cả nhà mình là 320k cả nhà mình ơi. 320. 320. Rồi. Cho cái tím bướm mã số 3 cả nhà. Này cây dáng nằm dáng nghiêng không ha. Mã số 4 ạ. Này cảnh thạch tím nha cả nhà. À. Cảnh thạch tím siêu hoa. Cao là 70. Tán ngang đâu rồi, đây 65. Mình cổ là 13 cả nhà mình ơi. Đó, dáng nghiêng dáng này thế vậy ha. Cây dáng bay luôn. Đó. Rồi. Cây vậy xin Zalo cả nhà mình là 320k cả nhà mình ơi. 320. Ha, cây cẩm thạch tím cả nhà. Rồi. Mã số 4 ha. Rồi, lên cây nữa luôn. Mã số 5 đây, để gửi đến sổ ấy gì nha. Cao nó là 60. Ngang nó là 50. Mình cố là 14 cái nhà mình ơi. Mã số 5 cái nhà. Mã số 5 xin lưu cái nhà mình cẩm thạch tím vậy là 300k cái nhà mình ơi. 300k. 300k cái cẩm thạch tím nha cái nhà. Mã số 5. Mã số 5 ạ. Đây, cái mã số 6. Đây, gốc bự đẹp không ha. Cái trắng tuyết và tím tuyết cả nha. Hai màu luôn. Hai màu. Cao là dưa. Cao 90 cả nhà mình đó. Cao 90, tán ngàn nó 80. Vành cổ là 15 rưỡi nha cả nhà. Mã số 6 ạ. Đế vậy nha cả nhà. Đó, đế sổ đẹp luôn ha. Đế đẹp tàn đặc luôn. Mã số 6 xin Zalo cả nhà mình là 370k cả nhà mình đó. Cái phơm tàn của đoàn hôn. Ừ, phơm tàn của đặt 370 cái nha. Cái cây hai màu trắng tiết và tím tiết ạ. Tên mã số 7 là tím Pháp ạ. Số 7 nha cái nha. Cao là 75. Tăng ngang là 70. Đó, đế ra như loại xo ha. Vành cổ là 12 cái nhà mình ơi. Cây mã số 7 cái tím Pháp để xin Zalo cả nhà mình là 300k cả nhà mình ơi. Rồi, okay. 300k tím Pháp mã số 7 tím ha. Pháp đang nụ nhiều. Mã số 8. Cây này rực rỡ. Đó, luôn. Tím bướm rực hoa cả nhà. Số 8 ạ. Đó, quá trời bông à.
cao nó là 70, ngang 70 luôn cái nhầm đó. Mình cổ là 13 nghe cả nhà. Cây mã số 8 mình xin cho luôn cái nhà mình là 360k cái nhà mình đây. 360k. 360k cho cây mã số 8 tím bướm cả nhà. Rồi, ok. Tới mã số 9 cẩm thạch tiếp luôn cái nhà mình đây. Đó, độ đến hết thế ha. Cẩm thạch tím siêu hoa. Quá đã, cao nó 63. Ngang nó 48. Quần cổ là 14 cái nhà mình đây. Đế sổ dài nha cả nhà. Đế sổ là 40. Mã số 9 nha cả nhà. Cẩm thạch tím vậy xin lưu cả nhà mình là 320k cả nhà. Cây đế sổ hoàng mèo ha. Hoàng mèo luôn. Cái này chơi bonsai được ha. Mã số 9 320 cho cây cẩm thạch tím nha cả nhà. Đây còn cây nó quấn quấn làm luôn ra cho cả nhà mình lựa chọn luôn ha. Mã số 10. Đó, cẩm thạch tím quấn quấn luôn. Đang mà cái này là ưu thế đang búp nha cả nhà. Cao nó 65. Ngang nó 48 luôn ạ. À. Mình cổ là 12 cái nhà mình đây. Đó, một gửi nó quấn ra. Cây gì vẫn 320 luôn cái nhà mình đây, mã số 10 ha. Mã số 10. Ưu thế là đang búp đẹp lắm nha cả nhà. Mấy cây dòng cẩm thạch này đó. 320 mã số 10 ạ. Mã số 11. Ô, quá êm. Tím bướm rồi cả nhà. Này nụ quá chừng luôn. Vừa nụ cái này vừa chơi là còn đẹp luôn. Cao nó 74 ạ. Ngang này là 70 ạ. Đục. Vẫn có 20 cái nhầm đây. Vẫn có 20 ha. Cây mã số 11. 11. 11 này xin cho luôn cả nhà mình là 370k cái tím bướm nha cả nhà. Rồi. 370 cái tím bướm mã số 11 cả nhà mình đây. Đây mã 12. Hai màu ha. Hai màu. Đế quấn quái luôn. Đúng rồi, đế này quấn quá im. Đây quay cái đế cả nhà mình tham khảo ha. Đó. Cào nó 80. Ngang đây là 60. Mình cổ là 15 nghe cả nhà. Cây mã số 12 dán cho luôn cả nhà mình 370k luôn cả nhà mình đây. 370. 370 cây hai màu tím tuyết và trắng tuyết cả nhà. Mã số 12 ha. Ok. Đây đây một mã này cái đặc biệt cái này có cây dưa hấu cả nhà. Cây dưa hấu. À, chuẩn bị có bông ha. Phơm tàn cũng rất là rộng luôn. Cao hết đọt nó càng nhiều, à, có đọt nhiều luôn. Cao nó 90 ạ. Cao 90, ngang nó 80. Cao 90 ngang 80 đó đế đẹp luôn nghe cả nhà. Mình cổ đây là 19 cái nhà mình đây. Đế đã ha, để trắng sạch, dáng lắc lượng quái thú. Mã số 13 cả nhà. Dưa hấu đỏ. Dưa hấu cả nhà, mã số 13. Cây mấy nách lá nó ra nụ đây nè, có thể khó hơi khó thấy chút. Mã số 13 xin lưu cái nhà mình là 450k cái nhà mình đây. 450. Mã số 13 cái nhà dưa hấu ha. Nó ra một cái thôi rất rỡ luôn rồi. Gỗ bông đẹp lắm luôn, bo tuyệt quá chừng. Thứ mã số 14. Đây, cây tím bướm đẹp nè cả nhà. Tím. Đó. Gỗ ha. Rực rỡ. Cao là 75. Ngàn này 617 ạ. À. Cao 75 ngàn 67. Cổ là 12 gữ cái nhà mình đây. Mà số 14 ha. Tím bướm vậy xin lưu cái nhà mình là 330k cái nhà mình đây. 330k. 330k cái tím bướm nha cả nhà. Rồi. Okay. Mã số 14 cả nhà. À, cái này đế sổ như cây đa luôn đây. Mã số 15. Đế sổ gốc quá như cây đa luôn ha. Ừ. Bồng quá trời luôn. Cao 70. Ngang 65. Mình có là 13 cái nhà. Tính 13 đi. Mã số 14.
tím bướm này xin giao lưu. Cái nhà mình là mã số 14 cả nha. Ủa? Nãy 14 rồi, này tới 15 cả nhà mình đây. Ghi lộn ha. Này tới mã số 15 ạ. 15 cái tím bướm này xin giao lưu cả nhà mình 320k cả nhà mình đây. 320. Rồi. Cái tím bướm mã số 15 cả nhà. Đó, tiếp mã số 16 cả nhà mình đây. Đó, cái này nó lắc đẹp luôn. Tím bướm siêu hoa. Tím bướm cả nhà. Cao nó là 70. Tán ngang nó 60. Quần cổ là 14 cả nhà mình đây. Mã số 16 ha. Một gửi lật việc gửi lắc và lắc lại đã ha, có gửi phụ cũng vậy nha cả nhà. Mã số 14. Ô 16 chứ. Cái vệ sinh cho luôn cái nhà mình là 330k cả nhà mình đó. 330 cho mã số 16 tím bướm cả nhà. Ok, cây hoa quá rộ rồi. Mã số 17. Tím Pháp à, cũng lắc lượng luôn ha. Tím Pháp nụ nhiều. Đây. Cao nó 75 ạ, đang bốc nụ luôn. Ngang 75. Hoành cổ là 11 ạ. Mã số 17. Đế lắc lượng quái luôn. Đế lắc lượng cả nhà. À, dáng cây rất là ngộ. À, cái tím Pháp xin giao lưu cái nhà mình là 300k luôn cái nhà mình đây. 300k. Cái tím Pháp mã số 17 cả nhà. Rồi, mã 18. Tím bướm tím ngang. Tím bướm. Tàng bự luôn ha. Đế đẹp luôn. Thế. Cao nó 85. Ngang là giàu từ ngang đo hết luôn nha, nhiệt tình luôn. Nhiệt tình luôn. Ngang là tới 1 mét, nhiệt tình đúng là 1 mét cả nhà. 1 mét. À. Hoành cổ là 15 nha cả nhà. Cổ 15 ha. Mã số 18. Này là mã chót luôn cả nhà mình ơi. Dạ. Ghi mà nó không ra nó lem lem. Đây, rồi ra luôn. Cái gì xin giao lưu cả nhà mình là 370k luôn cả nhà mình ơi. 370. Rồi. Okay. À, mã số 18 là kết thúc video cả nhà. Nhà vườn Văn Giang có ghi số điện thoại trên màn hình nha. Các nhà có hợp nhãn nào cứ alo em. Dạ, chào tạm biệt cả nhà. Rồi, cảm ơn anh Văn Giang nha. Mình chúc bà con một ngày xem clip thật là vui vẻ nha bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Mọi chi tiết bà con cứ liên hệ với số điện thoại góc trái màn hình, số điện thoại của anh Giang để bà con mình trực tiếp gặp anh Giang nha. Rồi, bye bye bà con.